ok vậy thôi anh em ơi. Go home. Ở đây Việt Kiều là người ta đi taxi thôi, chứ người ta cũng ít đi Grab lắm. Đối với họ, họ không quan tâm mắc rẻ, cái nào nhanh là họ đi à. Ồ. Nói chung anh cũng là một anh tài xế nhanh nhẹn lắm. Nó rẻ nhưng mà lại nhanh. Em có thích một anh nha, một anh tài xế như vậy không? Thích hả? sao có nhiều bạn anh hỏi là một anh tài xế nhanh như vậy em có thích không, em ấy cười một nụ cười rất là hiểm rồi cái em ấy bảo không, nhưng mà vẫn kêu anh chở. Tại sao ta, tại sao không thích anh chở ấy mà vẫn kêu anh chở ta? Không hiểu hả? Không hiểu. Trời ơi, chưa lắm. Giấc này về là nằm á ha. Đúng rồi. Có lý chứ. Ăn no xong về nằm. Anh thì phải đi chạy xe thêm. Chứ giấc này về nằm thì cũng bấm điện thoại thôi, phí thời gian lắm. Kiếm tiền. Kiếm tiền để bữa sau mời em đi ăn ngon lại. Bữa sau là anh mời á nha. Okay. Tuy là nó không bằng ở đây đâu, nhưng mà nó mời bằng tấm lòng của anh. Em có muốn thử ăn những cái món ăn anh nấu không? Anh nấu được không? Trời, giỡn hoài. Nhưng mà không có sang phòng anh đâu, cho nên em yên tâm. Anh sẽ tìm một cái chỗ anh nấu ăn ngoài trời á. Cho nên em yên tâm. Là hoàn toàn là an toàn. Đúng rồi, an toàn lắm. Bình thường em ăn xong ở đây là em nằm một tối cái là em dậy đúng không? Đúng rồi. Còn em ăn mấy cái món mà anh làm có khi là em nằm cả năm. Nó lãi gì chứ. Trong cái chỗ này uống cái quỷ cốc theo cũng ngon lắm. Chiêu chiêu. Sao giấy này có muốn lên cầu ngắm một mình xuống nữa không? Rồi. Để anh chở lên. Không ngắm với anh. Anh sẽ đứng đó anh chờ em ngắm rồi anh chở em về. Rồi. Bình thường đứng đó chắc cũng hay thấy mấy cái tàu nó chạy tới chạy lui đúng không? Đúng rồi. Hàng chi là đặt nay mời anh đặt ăn trên tàu. Em ở Sài Gòn mấy năm rồi ta? Em ở đây từ đó. Nữa? Quên mất. Ngáo kìa. Ở chỗ đó là nhà em luôn á hả? Không, với em về thôi. Chứ nhà là ở quận mấy? Ở quận Phú Nhuận. Mà ba mẹ em là thuê với quận 12 á. Em thấy xa quá. Em ở đây cho nó tiện đi lại. Xếp đầu gối vô để người đi mà đầu gối ở lại. Xếp vô, xếp vô. Hồi nhỏ anh bị một lần cái giò anh dài quá mà anh ngồi anh không có khép, anh ngồi anh banh banh ra vậy nè, cái bố anh chở anh đi ngang trong chợ á, nó quất vô cái đằng sau xe của người ta một cái bon. Lúc đó chưa có đau, phải 5 giây sau nó mới đau. Đó là từ đó trở đi mỗi lần vô chỗ nào mà đông đông là phải cặp cái đùi vô. Rồi tới khi nào anh mới lại được gặp em? Tuần sau cũng được hả? Rồi cứ cẩn thận nha, bước thẳng ra đây nè.
nay. Cảm ơn em vì bữa ăn tiệc cà la vơi. Đem ấy. Đó thấy chưa, em ấy không được đâu. Phải là anh. Cái này là anh thiết, anh thiết kế lại rồi, không có ai làm được hết á, chỉ có anh thôi. Bye bye nha, chúc em buổi tối vui vẻ. Thì khi nào rảnh nha, nhắn anh liền nha. Okay. Anh thì là lúc nào cũng rảnh hết á. Giờ rảnh luôn nè. Đi tiếp không? Khuya rồi hả? Bye bye nha. Anh về đây. Đi vô nhà đi, chứ để người ta cướp mất cái điện thoại của em.